Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Thái Tộc TV. Hôm nay ngày 30 Tết, gia đình mình có mổ một con lợn nhỏ này. Con lợn hôm nay gia đình mình chỉ tầm 50 cân thôi. Lợn tự nuôi, thịt rất là ngon. Con lợn này nuôi một năm rồi mới được 50 cân. Chị dâu của mình đang chế biến thịt. Theo phong tục của dân tộc Thái là đầu và chân lợn, thịt mới thứ một ít để chuẩn bị cho thờ cúng đêm ngày 30 để đón giao thừa. Đoàn ruột bé này mình sẽ để làm xúc xích. Với măng salad đúng. Canh xương với măng khô. Măng héo. Bà đang gói bánh chưng. Bánh chưng đen. Đặc sản của người Thái Tây Bắc. Tết là không thể thiếu bánh chưng lưng gù. Bà đang gói bánh. Đây, bác cả đang đánh tiết canh. Bác cả thở tiết canh đấy nhá. Ăn Tết này mình chủ yếu món tiết canh này thôi. Lợn này lợn sạch, nhà tự nuôi, tiết rất là đảm bảo nha các bạn. Bỏ bao nhiêu cái chuối ấy? Nuôi bằng cây chuối với ngô này, bột ngô. Máu, đúng rồi, máu. Máu. Ai bảo máu? Tiết canh. Tiết canh. Tiết canh. Chuyên. Chưa kịp rút đũa đông luôn này. Không nói đùa đâu đấy, đấy. Bỏ tay vắt đúng luôn này. Đúng ạt luôn. Thế. Đây là món xương sườn chua ngọt nha. Ngon khó cưỡng luôn. Quả mật nướng. Mật nướng này để hòa với rượu uống. Đây là món nồi tàng lợn mình luộc chín để bữa trưa hôm nay. Mới thứ một tí, dạ dày phèo gan với tim. Hai đĩa nồi tàng ngon thế, xem rất nước miếng à.
cái sâu ở dưới. Thôi cứ để đây đã, để đây em lấy ra rau thơm đã. Ôi. Đây là mà có để chuẩn bị cho món lạp. Ở sau dưới kia. Đây. Món lạp sống đây nhá. Đấy, bữa cơm hôm nay là em thích nhất món này nè. Bữa cơm ngày 30 Tết của gia đình mình tuy không có gì nhưng mà rất ấm cúng. Mời các bạn dùng bữa với gia đình nhé. Mời các bạn dùng bữa với gia đình nhé. Bữa cơm tuy không có gì nhưng rất ấm cúng nha các bạn. Chủ yếu món lạp sống này với tiết canh.